trở lại chương trình Super Ten siêu tài năng nhí. Và ngay bây giờ sẽ là bé đầu tiên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình gửi lời chào ban giám khảo nha. Dạ, con chào chú Trấn Thành, con chào cô Khánh Vân, con chào cô Harry Won. Con tên Khánh An, năm nay con 8 tuổi. Con rất thích đi người mẫu vì con sẽ được đi trên một sàn diễn rất là đẹp và con có thể quen những cái bộ đồ rất đẹp nữa. Khi mà con rảnh thì con có lên YouTube con coi những cái show và con học được cách đi và tạo dáng như thế nào. Ngay từ bé con nó cũng thích tự mít mát đồ. Con cũng thủ thỉ nói với mình là mẹ ơi con muốn đi làm người mẫu. Thì mình cũng nghĩ đó là một cái sân chơi tốt để cho con có cái cơ hội trải nghiệm một cái tuổi thơ đáng nhớ. Cho nên mình cũng đăng ký cho con vào những cái trung tâm dạy người mẫu đó. Mình thấy con tiểu học rất là nghiêm túc và đam mê. Khánh An là một cô bé có tài năng, có tố chất của ngành người mẫu. Cái điều quan trọng nhất là cô bé luôn có sự cố gắng, nỗ lực rất là nhiều. Và quan trọng nhất là mình rất thích ở Khánh An đó là cái sự ngoan ngoãn lễ phép của một đứa bé. Mọi người ơi, mọi người hãy ủng hộ con trong chương trình siêu tài năng nhí nha. Lần nào chú gặp lại con chú cũng thích coi con diễn hết trơn á. Cái sức hút nó lạ lùng lắm, cái đôi mắt đó, cái nụ cười đó, thần thái đó, nhìn hay ho lắm. Nhưng mà ngày hôm nay á, để chinh phục được tôi phải khó hơn nha. Dạ. Con có một cái thần tượng nào trong cái giới thời trang hoặc là trong cái ngành người mẫu mà con theo đuổi không? Con thích hai người cô Võ Hoàng Yến với lại cô Corocha. Con thích hai cô kia vì lý do gì? Cô Võ Hoàng Yến thì cô rất là cao, cô rất là đẹp, cô đi cũng rất là giỏi nữa. À, cô Corocha thì á, phong độ của cổ với lại cái thần thái của cổ con rất là thích. Con gái bên lớn mới dùng từ phong độ của cô nè. Cái phong độ là gì? Là cái thần thái bên trong. Wow. Con ơi, bây giờ cái câu này là quan trọng nhất với cô nè. Con học tiếng Việt ở đâu để cô đăng ký học nè? Con là người Việt nên là từ trong bụng mẹ ra con biết tiếng Việt ạ. Con chưa cho bụng mẹ con đi cô. Ok. Bây giờ tương lai của con dự tính thế nào? Con muốn đi trong một sàn diễn thời trang lớn với lại con muốn là một người mẫu chuyên nghiệp. Con muốn đi ở đâu? Ở Milano, Paris, rồi New York. Lúc nào con cũng thích. Thử thách đầu tiên chú dành cho con, chú chưa bao giờ thấy con khác quá theo dạng năng động, vui vẻ, năng động, năng lượng, năng lượng. Thí dụ bây giờ Gil cho mượn cái áo Gil đi, con thử mặc cái áo của cô Gil và con thử catwalk theo cái style năng động chứ không được lạnh nữa. Vừa đi vừa cởi cái áo ra và tạo dáng với nó. Sự cố sân khấu nè, giả bộ nè, rớt cái áo bị té nè. Đó. Xử lý đơn giản đúng không? Đúng không con? Rất là tự tin, rất là dễ thương. Nhưng mà cô vẫn cần thêm một chút đó là giao đãi với khán giả nhiều hơn để có cái sự kết nối. Bé Khánh An của chúng ta thì tập luyện về catwalk rất là nhiều. Và quan trọng hơn hết là có thể đi trên những đôi giày rất là khó. Không biết là hôm nay cô Harry Won mang guốc có cao không ta? Cao lắm nha, mà nó rất là nhọn. Đi giày này là chỉ có đứng chụp hình thôi, không đi bộ được. Thưa quý vị, giới thiệu một tí, đôi giày này là đôi giày vua giày cao gót. Nó khó đi nhất bởi vì nó chúi nhất, cái mỏ nó hẹp nhất. Đây không phải là đôi giày, mà là đây là một cái cầu thang. Thì đây là khó khăn dành cho con sẽ là
Đôi giày cao tức 2 nhá. Và âm nhạc. Wow, cái chân trụ của nó chắc dễ sợ. Ồ, cái đôi giày nó rộng vậy mà nó đi không rớt ra luôn. Wow. Bây giờ đi đôi giày móng heo này rồi thì bây giờ tới giày móng ngựa. Cái gì móng heo? Thì nãy cái móng ngựa thì cô tạm này móng heo cho nhỏ nó dễ hiểu đi. Rồi, lấy giày móng ngựa ra. Nhưng mà có bao giờ con bị té chưa? Dạ chưa. À, em nghĩ cái này mà vấp thôi cũng dễ bị chấn thương chứ đừng nói là té. Music. Còn xoay twist một cái rồi chấm lại. Cái đó là tụi em phải học rất là nhiều, nó phải tập luyện rất là nhiều mới xoay được cái đó. Mà bé đi trên đôi giày này mà xoay như vậy thì bé rất là giỏi. Con bây giờ thí dụ mà người ta bắt mình làm cái show này đứng khoảng chừng 1 tiếng rưỡi thì sao con? Chịu thôi. Thôi chịu thôi. Thì thường quá. Trong hậu trường thì chắc con không có đứng được còn ngồi luôn. Để cho giữ sức cái chân của con. Đó. Bây giờ cái thử thách cao nhất đi. Cho đòi ballet. Đây à. Trời đất ơi, tôi chết rồi, cái dài như miếng bánh mì vậy nè, coi nè đã. Mình sẽ đứng hoàn toàn trên các khớp ngón chân luôn á. Bây giờ mời con làm thử nè. Ừ. Bây giờ chú Thành sẽ cho con một loại nhạc mà nó không có cái nhịp cụ thể. Đó là nhạc giao hưởng. Thì em là em không làm được luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần catwalk đi trên mũi giày ba lê với âm nhạc Hồ Thiên Nga của Jai Scott. Cảm giác xung quanh tự nhiên biến thành một cái cung điện nguy nga nào đó ở châu Âu. Tự nhiên mình cảm giác là vài năm nữa con sẽ đại diện Việt Nam diễn trong một trong những cái fashion show lớn nhất trên thế giới. Thì điều đó sẽ rất là hãnh diện, đúng không ạ? Em thấy bé là nhiều khi có thần thái của hoa hậu luôn đó. Con có ý định là lớn lên con sẽ đi thi hoa hậu luôn không? Con không có đam mê hoa hậu, con chỉ đam mê người mẫu thôi. À, đam mê người mẫu thôi hả? Con bé này nói hai cái điều này nó lại cho thấy là cái kiến thức trong đầu nó rất là lớn nhá. Hoa hậu là đẹp theo cái kiểu sang trọng và thanh thoát, còn người mẫu là một cái vẻ đẹp rất là lạnh lùng, thời trang, cá tính. À, như vậy là con đã hoàn thành thử thách rất là tốt và cả ba và giám khảo đều dành cho con những lời khen. Giống như anh nói, khi mỗi lần bé Khánh An xuất hiện á là có những cái tiết mục rất là ấn tượng hoặc là những đạo cụ rất là thú vị, và bây giờ cũng sẽ là một cái đạo cụ ấn tượng khác. Mọi người chờ bé Khánh An một chút xíu nha. Và bây giờ sẽ là một phần show diễn tài năng của bé Khánh An, Network trong một sắc. Xin mời. Thank you.
khảo của mình thuyết phục cái bé chưa ạ? Bây giờ phải làm cái gì khó Khánh Vân. Đúng rồi. Hai cô cháu phải làm sao đó không cần biết. Thợ chụp hình ông muốn chụp ai bất cứ lúc nào cũng chụp. Ai mà để lòi ra một khoảnh khắc xấu người đó thua. Anh Thành ơi, hôm nay anh làm em áp lực quá. Giờ sao chị, em sợ. Hoa hậu đâu phải đơn giản em. Hoa hậu mình dữ lắm á. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một buổi photoshoot chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng, còn được mệnh danh là ông hoàng runway. Nhiếp ảnh gia kính cận. Hai cô đội chuyên nghiệp chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu Điên Kim, Hoa hậu Hoàng Vũ, Khánh Vân và siêu mẫu nhí Khánh An. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một concept chụp thời trang mang tên là thử thách ở vòng xoay với đôi giày móng ngựa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ sẽ là 2 phút cho buổi photoshoot cá nhân của Khánh An. Bắt đầu! Nào, wow, tốt lắm! Tốt! Trời ơi, đẹp chưa? Con tôi kìa, gái em đó mấy chị ơi, gái em! Bây giờ chúng ta sẽ cười nha! Còn 10 giây. À dạ anh ơi, bút giùm em chiếc xem đi về ạ. Tôi không biết sao chứ tôi thấy lo cho cô Khánh Vân quá. Khánh An cứ đứng xong rồi đè lên cô Vân xong rồi cô Vân đỡ Khánh An. Và 2 phút cho buổi photoshoot bắt đầu. Wow, đúng là hoa hậu khác anh ơi. Trời ơi. Chưa, đẹp quá. Wow. Wow. Trời ơi, đẹp nổi da gà. Wow. Trời ơi, đẹp quá cái giò. Wow. Rồi, giờ tôi vui nha. Hôm nay lỡ đến với siêu tài năng nhí rồi, anh giúp em thêm một buổi photoshoot 2 phút nữa được không anh? Cho em đúng không? Dạ không, cho cặp đôi này nè anh ơi. Khánh An ơi, con có muốn coi cô chú chụp hình không? Dạ muốn. Để lên thử coi cái này nó đu nó ra làm sao. Ôi trời trời trời. Xin mời. Nó xây giống như là mình đang xây bột gói bánh vậy thiệt. Vô nha em, vô nha. Vô. Sao mà chụp cái tư thế xấu dữ vậy? Trời ơi, vợ chồng kỳ quá. Đi ngồi ở đây, tôi chắc ngồi ở đâu. Rồi, bữa chụp concept thời trang mang chủ đề hề hước. Bắt đầu. Mình cũng làm giống như chàng bé đi. Giật cuốn tấm mình và hai vợ chồng y như là mới đi làm ruộng về vậy. Viu. Dạ. Em không chụp anh giận em suốt đời. Phải có em chứ. Tóc mà
Ủa sao nó té cũng đẹp vậy? Chương trình này gài vợ chồng tôi. Gài rồi. Kêu tất cả những cái người chụp hình chuyên nghiệp, kêu nó cũng chuyên nghiệp rồi, bây giờ bắt vợ chồng tôi lên y như hai con heo quay. Những tác phẩm của anh chị lại là những cái tiếng cười rất là dễ thương và ấn tượng nhất cho các bé khi xem chương trình này. Cười lắm luôn. Và ngày hôm nay thì cô thấy được là con có một cái tinh thần rất là học hỏi. Các cô các chú chia sẻ với con thì con học rất là lẹ và học rất là nhanh. Ngày hôm nay thì cô có một món quà muốn dành tặng cho con. Xin mời cô Khánh Vân lên đây trao cho bé. Cô rất là hy vọng con sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, con sẽ trở thành một cái người mà con mong muốn. Và hãy cứ ước mơ, hãy cứ thực hiện ước mơ của mình, hãy cứ hoài bão. Và kèm với đó lúc nào cũng đi theo, đó chính là sự lễ phép và yêu thương. Tuyệt vời quá, cảm ơn món quà rất là ý nghĩa và dễ thương của Khánh Vân dành tặng cho Khánh An nha. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều nha, ngày hôm nay con đã có một phần thể hiện.